Chào cả nhà nhé. Đây là những hình ảnh của cây vối nếp bên mình. Đây là những chậu cây vối trưởng thành rồi, đã có thể cho thu hoạch rồi. Đấy, công dụng của cây vối thì có rất nhiều công dụng, nhưng mà cái công dụng chính mà mọi người hay sử dụng đó là chúng ta dùng lá đây để pha nước uống. Ở chậu cây lá vối thì mình trồng trong những cái chậu với được cái đường kính là 30 đến 40 cm. Khi các bạn mua về thì các bạn cũng vẫn để nguyên, chứ chúng ta cũng không cần phải chuyển sang chậu khác. Thì với những cái chậu như này đã phát triển tốt rồi. Các bạn ở Hà Nội thì có thể qua trực tiếp vườn tại địa chỉ X68 trên 45 ngõ 68 đường Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, Hà Nội. Các bạn ở tỉnh xa thì có thể gửi theo đường nhà xe. Nếu các bạn có nhu cầu muốn gửi qua đường bưu điện thì mình sẽ gửi những cái cây giống loại nhỏ hơn. Những cây to này thì chúng ta gửi qua đường nhà xe là tiện nhất.